Một hành động nhỏ, một hậu quả to. Ý nghĩa của yoga là buông bỏ những tạp niệm và sống với bản thân mình ở thực tại. Những giấc mơ đó vẫn còn xuất hiện chứ? Luôn trong giấc ngủ của tôi. Tại sao những điều anh nói? Tại sao anh không hiểu quá? Tại sao? Tôi chỉ cần một giấc ngủ thôi. Một giấc ngủ thôi mà. Hoàng Quân! Quân ơi! Có ai không? Có ai không? Có ai không? Quân ơi! Có ai không? Có ai không?